xuất phát từ cả hai. Có những tình yêu chỉ từ một phía, không thể nào quên được dù chỉ một giây. Thế giới xung quanh tôi nhỏ bé và chật hẹp, quay vòng gọn ghẽ chỉ có hai thứ: gia đình và anh. Gia đình cũng thật nhỏ bé, chỉ có mẹ một tay nuôi tôi lớn. Trước giờ chưa hề nhắc đến chữ cha, huống hồ gì mà biết mặt. Mơ hồ trong trí óc tôi, cha là điều gì đó thiêng liêng lắm. Con bé 4 tuổi mè nheo bên chân mẹ hỏi: sao con không có ba? Mà tôi đâu hề biết, nó khắc vào tim mẹ mỗi nhát dao đau điếng, chết lặng. Tôi là đứa trẻ trong vòng pháp luật cho phép, nhưng rồi, vì đứa con ngoài vòng giá thú kia, cha đã ly hôn với mẹ. Đó là tất cả những gì tôi biết về cha của mình. Lúc ấy, tôi học lớp 6, ghét cay ghét đắng khi soi mình trong gương, vì ngoại tôi nói giống cha như đúc. Tôi lầm lì, mặc cảm đến mức đập vỡ gương soi trong phòng của mình, cho đến khi anh nói với tôi: em giống ai thì giống, với anh em thật dễ thương, đừng làm mấy chuyện ngu ngốc ấy, biết chưa? 15, tôi nghe anh nói câu ấy, thế giới của tôi mở ra một nấc rộng hơn, có mẹ và có anh. Anh, đứa con ngoài vòng giá thú, mẹ anh đã yêu một người đàn ông có gia đình đến cuồng dại mà sinh ra anh. Nhưng ông ấy không hề giống cha tôi. Ông ta chọn về với vợ, từ biệt đứa con vừa mới sinh được 2 ngày. Thế là mẹ anh, cô sinh viên điều dưỡng, bỏ lại tất cả, trốn tránh thế giới của mình, về vùng quê hẻo lánh, khỉ ho cò gáy này mà sống. Chúng tôi vốn dĩ là hai hoàn cảnh khác nhau, nhưng chung một nỗi đau và thiếu thốn. Có lẽ vì anh là con trai, một tay phải gánh hết nỗi đau của mẹ, nên anh trưởng thành hơn tôi rất nhiều, từ tính cách đến cách hành xử. Và tôi may mắn hơn anh, mẹ tôi là một phụ nữ ngoan cường, cho nên tôi có cơ hội mà nhõng nhẽo. Mẹ của anh gần như phát điên từ ngày tình rời xa vòng tay chỉ vừa mới vỗ về ôm ấp. Còn anh là nạn nhân của sự ngông cuồng tuổi trẻ. Cứ hễ bà say là lại lôi anh ra đánh, mà bà ấy say gần như là mỗi ngày. Tôi nép vào mẹ, sợ hãi khi nghe tiếng gào la của anh bên nhà bên. Tiếng la ấy ngày càng nhỏ dần và biến mất hoàn toàn. Tôi tưởng mẹ của anh đã không còn hành hạ anh nữa. Nhưng không, là do càng lớn, anh càng gồng tấm lưng vững chãi của mình ra chịu những trận đòn roi không thương tiếc, rồi từ từ đỡ mẹ lên giường, tự mình đứng trước gương mà bôi thuốc. Anh Thành, anh chảy máu rồi kìa. Tôi đặt nhanh tô cháo nấm muối xuống bàn mẹ vừa nấu xong, bảo sang nhà chia cho anh một ít. Chiếc áo sơ mi anh mặc rớm những hằn máu đỏ tươi. Tôi hoảng hốt giật lấy cái khăn treo ở trên nóc nhà, run run chấm máu. Anh cười hiền hòa như xoa dịu nỗi lo lắng của tôi. Nãy anh đi học ngã xe đạp, chắc chảy máu mà không để ý. Không sao đâu em ạ. Mà em có gì cho anh đấy? Anh cố đánh trống lảng. Chà, cháo nấm thơm dữ à. Em thấy mẹ đánh anh, mẹ đánh anh chảy máu rồi kìa. Anh ngưng mọi hoạt động trên cơ thể, tay run bần bật, nắm lấy chiếc khăn tôi đưa để kiểm lại. Mắt anh đỏ hoe. Dường như vài giây nào đó, tôi thấy vài giọt ấm nóng chảy tràn qua mí mắt anh. Anh không quay đầu, ánh mắt ngược từ cửa vào, khiến cho bóng của anh trải dài trên đôi tay tôi. Tôi không còn nhìn rõ anh nữa, cũng không thể đoán anh đang nghĩ gì. Chỉ nghe tiếng thở đều đều của mẹ anh đang chìm trong cơn say triền miên. Chúng tôi học chung trường trung học, vẻ ngoài ưa nhìn, không muốn nói là đẹp trai. Nhiều cô gái mê anh như điếu đổ. Thỉnh thoảng tôi thấy vài cô lén chạy lên lớp anh giờ thể dục, như để nhét cái gì đó vào ngăn bàn, rồi bẽn lẽn nhìn xung quanh đi vội. Một lá, hai lá,
Ba lá. Tôi cầm sấp thư đếm đi đếm lại, muốn tiện tay ném vào thùng rác. Mặt đỏ bừng nhưng không hiểu sao lại để chúng vào ngăn bàn của anh rồi đi ra. Lòng thất vọng đến ảo não. 16. Tôi biết thế nào là ghen, là giận, là cố hữu một người không của mình, cho riêng mình. Chiều hôm ấy, bác ghế đứng nhìn sang nhà anh, từ hàng rào nhìn thẳng vào bàn anh đang ngồi. Anh nghiêng đầu đọc một tờ giấy nhỏ bằng bàn tay. Tôi ngay lập tức cho rằng anh nhặt hết những lá thư ấy về đọc, rồi đắn đo, suy nghĩ xem cô nào xinh xắn thì trả lời. Bừng bừng cơn giận, tôi nhảy xuống tiện chân đá vào ghế ngã chỏng gọng trên nền. Mẹ giật mình từ bếp nói vọng ra: Ngân ơi, cái gì vậy con? À không có gì đâu mẹ, cái ghế nó ngã mà. Tôi tránh mặt anh từ dạo đó. Tránh mặt không có nghĩa là ngừng quan tâm, chỉ là lờ anh đi những lúc vô tình chạm mặt nhau, cho dù anh hớn hở vẫy tay. Tôi nhớ một chiều chủ nhật mưa lớn, mẹ của anh say khướt về nhà rút cây chổi trên ván xuống đánh vào anh bất kể chỗ nào. Anh gồng người để chịu đựng, cắn môi đến bật máu. Thỏa cơn giận, bà xô anh ra cửa rồi khóa trái lại, để mặc anh ướt mềm mà vẫn nhìn qua cửa sổ xem mẹ mình có bị sao hay là không. Tôi đứng bên này hàng rào, nép vào từng viên gạch, nghe mưa xô vào người anh từng cơn dữ dội như bão lốc. Cảm ơn em, anh nói nhỏ đủ mình tôi và mưa nghe, khi tôi ném qua cho anh một cái ô lớn và chai dầu gió xanh. Còn không yên tâm, tôi mách với mẹ. Mẹ lật tật đội nón lá qua nhà, một hai kéo anh về. Mai mốt ý, má còn có xỉn thì qua nhà cô ở đỡ nghe Thành. Con sợ lỡ má say quá rồi trúng gió trúng má gì thì phải cô ạ. Mày lo cho bà ấy, rồi bà có lo cho mày không? Thành ơi, con nhìn lưng con lên này. Giời ạ, mẹ kiểu gì không biết nữa. Tôi bật khóc khi mẹ cởi lớp áo sơ mi ướt nhèm của anh. Trên lưng ngang dọc là những vết thương để đời mà lỗi lầm lại không phải do anh gây ra. Nhưng tôi vẫn lờ anh, để hàng tuần thứ bảy viết lá thư nặc danh bỏ vào ngăn bàn, hồi hộp nén nhìn xem anh có đọc nó hay là không. Tôi viết: nếu anh muốn hồi âm cho tôi, hãy để vào cái hộp được chôn dưới gốc cây phượng vĩ. Và mỗi thứ hai, tôi đều lặng lặng giữa giờ trưa đào xới gốc cây, nhưng trong hộp không hề có một lá thư nào cả. Tôi chết lặng, đau đến nước mắt cứ đua nhau giàn giụa chảy ra mà không kiềm lại được. 17. Tôi biết thất tình là gì. Tôi biết mùi vị của tình yêu không hồi đáp là chua chát cỡ nào. Anh rời khỏi làng quê nghèo, lên đường đến Sài Gòn học đại học. Anh quyết định học đại học sau khi mẹ mất. Một lần say xỉn, bà ấy đã vĩnh viễn không thể thức dậy được nữa. Chiều hôm ấy, trước ngày anh đi xa, anh coi nhà rủ tôi đi dạo vòng quanh, ăn vặt linh tinh, vì anh biết tôi rất thích ăn những món đó. Rồi ngồi sau xe anh, tay tôi buông thõng, không vịn vào anh như lúc trước. Tôi đã cố giả vờ hồn nhiên để chạm vào bờ vai anh, áp sát má vào lưng anh, nghe từng hơi thở đều đều, êm dịu. Mùa lúa chín vàng rực những cánh đồng, thấp thoáng xa xa vài ngọn lau đâm cao, phất phơ như những ngọn cờ trước gió. Hoàng hôn từ từ kéo bước chân lác nhác của mình qua những cánh đồng lúa, màu da cam nhường dần cho màu đỏ sẫm phía cuối trời. Mặt trời mệt mỏi sau một ngày làm việc, hối hả buông mình vào giấc ngủ. Chỉ còn anh, tôi, vài bông lau vướng vào chiếc áo. Anh mua chút đồ ăn rồi dừng lại trước một cánh đồng lau ngợp gió. Những ngọn gió hung hãn, đùa nghịch, lùa vào từng nhánh lau khiến nó ngả dạp về một bên, nhưng vẫn cố vươn mình để những bông dài, mềm mịn tung bay như thách thức trước gió. Chúng tôi im lặng, cố nuốt từng muỗng đá bào siro ngọt lịm, nhưng không hiểu phản ứng với cái gì mà vào cổ họng tôi lại đắng nghét, không thể nuốt nổi. Mai anh đi rồi,
Giá nghe em, học xong 12 lên Sài Gòn với anh. Để làm gì chứ? Tôi buông một câu hỏi từ môi, khiến tôi và anh thoáng chút giật mình. Anh chỉ cúi đầu, một hồi lâu lại nói sang chuyện khác. Em có dự định gì cho mình vậy? Em không biết. Em muốn học kinh doanh. Cuộc sống em bó hẹp quá. Em muốn mở rộng thế giới ra cho mình. Vậy bây giờ thế giới của em có gì rồi? Có anh. Và anh không hề biết nó, vì tôi đã không trả lời bất cứ điều gì, giả vờ như gió khiến tai tôi ù đi, không nghe rõ. Câu trả lời ấy vẫn nằm sâu trong tâm khảm của tôi. Tình yêu đầu đời trông chênh nhưng sâu sắc đến kỳ lạ. Hết 12, tôi nhận được một khoản tài trợ và đi du học. Vì đặc thù của thời gian việc học, cộng thêm phải đi làm thêm kiếm sống, cho nên tôi không có quá nhiều thời gian để nói về anh. Nhưng anh là điều gì đó đặc biệt trong lòng tôi. Dù đã yêu một vài người, nhưng lý do chia tay của chúng tôi quanh quẩn bởi vì tôi đã dành hết tình cảm của tôi cho một người khác. Và rồi tôi bị cuốn vào guồng quay tất bật. Tôi dường như chỉ có đủ thời gian để ngủ 4 tiếng mỗi ngày. 2 tuần gọi về cho mẹ một lần, mỗi lần khoảng 10 phút, ngắn ngủi, ít ỏi đến quý giá vô cùng. Mối tình đầu của bạn bây giờ thế nào? Tôi gần như ném điện thoại đi khi đọc dòng status lửng lơ trên Facebook. Suốt cả ngày hôm ấy, anh cứ lẩn vẩn trong đầu tôi, khiến tôi không thể nào tập trung vào bất cứ thứ gì. Tôi muốn gọi mẹ để hỏi anh dạo này thế nào, nhưng sợ lại phải nghe những lời như có bạn gái hay đã kết hôn, làm cha rồi, khiến bản thân tôi chuốc thêm đau khổ vào người. Cho nên tôi cố ép mình vào núi công việc chất thành đống trên bàn làm việc. Sau khi tốt nghiệp, tôi có một vị trí tuyển dụng vào công ty lớn. Tôi bí mật về Việt Nam để khiến mẹ bất ngờ. Suốt 20 mấy tiếng dài trên máy bay, tôi viển vông tưởng tượng ra mẹ sẽ vui thế nào và nghĩ về anh thật nhiều. Nhiều đến mức nhớ như in khuôn mặt của anh 4 năm về trước hiện diện trong đầu tôi. Anh chắc sẽ tự hào lắm. Dù yêu hay không thì anh cũng là một người gần gũi. Không tình cảm, cũng anh em. Tôi sẽ phỉnh mũi thế nào khi anh xoa đầu rồi suýt xoa khen ngợi như những lần tôi được giấy khen. Thêm 4 tiếng trên xe từ sân bay về nhà, 2 chuyến phà còng lưng. Đến gần chiều tôi mới chạy như bay trên con đường đất quen thuộc. Con đường này hồi bé đã ngã như thế nào, đã chập chững đi học ra sao. Rồi cùng mẹ đi chợ, cùng anh đi học, những vết hằn bánh xe theo năm tháng quay tròn trong lòng tôi. Những vòng quay phấn khởi. Mẹ! Ôi Ngân! Trời đất! Về sao không cho ai hay hả con? Con tốt nghiệp rồi, con được tuyển thẳng vào công ty lớn để làm. Lương trả thì cao này, tháng sau con bắt đầu đi làm đấy. Vài năm thì con có thể thuê nhà đón mẹ sang ở rồi. Ôi con gái lớn rồi. Mẹ suýt khóc, không nói để đi chợ mua đồ ăn ngon. Thôi tối con thuê xe mẹ con mình đi ăn gì ngon ngon nhá. À mà anh Thành, dù cả anh Thành nữa, anh tốt nghiệp rồi phải không mẹ? Giờ anh ấy làm cái gì? Nãy con thấy nhà khép hờ, chắc anh về quê làm đúng không mẹ? Xem anh Thành sẽ ngạc nhiên đến mức hét lên khi thấy con ở đây đấy. Ngân, đừng qua đó con. Chuyện gì vậy mẹ? Anh làm gì mẹ phật ý à? Thành nó mất rồi. Tôi đang đứng trên đồng cỏ lau, phất phơ những ngọn lau như khăn tang trắng giữa trời. Anh đang trước mặt tôi, ngủ yên vĩnh viễn trong lòng đất. Những ngọn cỏ đã mọc xanh rì,
những cây lau cứ vô tư tung bay trong gió. Có những giọt nước mắt cứ giàn giụa chảy ra như lúc tôi đào chiếc hộp bí mật dưới gốc cây phượng. Nhưng lần này đau đến mức bản thân không thể thở được. Thà là tôi nhìn anh yêu cô gái khác hay hời hợt với tôi còn có thể nhìn thấy anh, hơn là phải nhìn anh qua tấm hình để vài dòng tên tuổi lặng lẽ trên nền đá trắng. Năm 2 đại học, anh phát hiện mình bị ung thư máu. Anh không thể đi học được nữa, không đủ tiền chữa trị, đành phải về quê. Những ngày tháng cuối đời, mẹ thấy anh viết lách những quyển sổ chất đầy như núi trên bàn, mỗi lúc một nhiều. Mẹ chỉ nghĩ anh bị bệnh bình thường. Đến một ngày phát hiện ra ung thư, mẹ cùng bà con giúp đỡ tiền xạ trị, nhưng quá muộn, chỉ có thể kéo dài thêm mấy tháng số phận mỏng manh của anh. Anh dặn, để ngưng học hành, đừng nói cho em biết, mắc công em chạy tới, chạy lui rồi tốn tiền. Tối ấy, lặng lẽ đọc hết chiếc hộp mà anh cất những thứ dành cho tôi. Ngày anh hấp hối đã dặn mẹ, khi Ngân về nhất định phải trao tận tay. Chiếc hộp bánh quy ấy là chiếc hộp tôi chôn dưới gốc cây phượng năm đó. Trên đó có một dấu bút xóa làm dấu của tôi, vẫn còn nguyên vẹn, không hề thay đổi. Ngày 22 tháng 7, con bé này viết thư bỏ ngay bàn mình, nhìn qua cái là biết chữ của nó ngay. Nghĩ sao mình cầm tay tập viết cho nó từ nhỏ mà không nhận ra nét chữ này được. Còn chờ hồi âm dưới gốc phượng, giết rồi đem cả mình ra chọc ghẹo. Ngày 24 tháng 7, con bé đứng khóc khi không nhìn thấy mình hồi âm. Tự dưng thấy có lỗi vô cùng. Nhìn con bé khóc mà sao tim mình cũng khó chịu dữ dội. Mình dở quá, viết một lá thư hồi âm, có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn. Ngày 12 tháng 3, con bé để dành tiền tiêu vặt mua quyển ôn thi đại học. Hôm bắt xe lên tỉnh mua, mình lén theo, sợ con bé cặp bạn cặp bè đi chơi rồi bị gì nguy hiểm. Thấy nó mua quyển sách, cứ tưởng để dành năm sau. Ai ngờ hôm nay thấy trong ngăn bản của mình phải thi đậu đại học vì con bé thôi. Mà sao mình lại nghĩ về con bé quá nhiều khi làm những điều trong tương lai? Hay là... Ngày 11 tháng 8, thế giới của con bé nhỏ hẹp, mình đã cố hy vọng trong thế giới đó có mình. Thế nhưng nó lại im lặng không nói gì. Ngân ơi, phải chăng em đã hết thương tôi như cái hồi em giấu thư dưới ngăn bàn? Ngày 2 tháng 7, con bé của mình đi du học. Không tin được là nó đi du học. Không hiểu sao mình lại thấy phấn khích quá, tự hào quá. 4 năm, hy vọng 4 năm nữa có thể nhìn thấy em hiên ngang về nhà. Con bé tôi thương nay nó đã lớn rồi. Ngày 9 tháng 12, Ngân ơi, liệu em có kịp về chuyến tàu đưa anh đi khỏi nơi này? Liệu anh có chờ được em trước khi quá trễ? Anh muốn nói thương em từ hồi đôi mắt óng ánh, từ hồi tóc mới dài, đen mướt, từ hồi em còn ngồi sau xe anh để tựu trường. Anh mong mọi chuyện không quá muộn. Ngân ơi, mùng 10 tháng 7, có một cánh bướm trắng buồn bã trong mơ, có một chuyến tàu sắp sửa rời ga, vội vã không kịp chờ đợi. Mùng 2 tháng 1, nhà nàng ở cạnh nhà tôi, cách nhau cái rặng mùng tơi xanh rờn, hai người sống giữa cô đơn, nàng như cũng có nỗi buồn giống tôi. Giá từng có dậu mùng tươi, thế nào tôi cũng sang chơi thăm nàng. Tôi nhìn vào màn đêm tĩnh mịch, tiếng ai răng câu khuya ca lên vài ba câu vọng cổ, nghe đến điếng lòng.